Tuy nhiên, nếu mà nói là 100% một sinh viên học một môi trường quốc tế tại Việt Nam, một trường đại học quốc tế tại Việt Nam sẽ có được 100% những cái gì giống y hệt như là một sinh viên mà đi du học thì nghe chừng sẽ có những người cảm thấy rằng là um, có chắc không? Đi du học thì môi trường nó cũng khác chứ. học ở Việt Nam thì có chắc là được 100% đấy không? Thế như chị vừa nói đấy, có một vài cái tiêu chí ấy, mình nói về môi trường, về giảng viên, về gì như chị vừa kể đấy. Thì bây giờ mình so sánh từng cái tiêu chí như vậy của một sinh viên học trường quốc tế tại Việt Nam này ừ. với một sinh viên thực sự là đi du học ra nước ngoài học ừ. thì có cái khác nhau gì ở đây không? À, đời, yếu tố đầu tiên mà tôi vừa nói tôi vừa chia sẻ là về chất lượng chương trình đào tạo thì phải nói là tất cả các chương trình quốc tế tại Việt Nam bây giờ khi mà ký với cả đối tác nước ngoài là chúng tôi được thụ hưởng 100% nguồn tài nguyên, học liệu, giáo trình rồi tất cả slide, bài giảng 100% là từ bên trường đối tác đưa về và cái thứ hai là về đội ngũ giảng viên thì phần lớn tất cả các chương trình quốc tế ạ là đội ngũ giảng viên là do trường bên kia kiểm soát trường bên kia tuyển trường bên kia đào tạo trường bên kia làm việc từng kỳ một và kiểm soát cả cái gì ạ kiểm soát cả quy trình chúng tôi triển khai cái chương trình đào tạo đấy và kiểm soát luôn cả bài vở của sinh viên đâu phải đầu việt nam chống không đâu ạ à, mà là đầu của bên kia sẽ kiểm soát lại và đó là cái mà chúng ta có thể khẳng định được rằng khi chúng ta học tại việt nam thì chương trình chắc chắn sẽ giống nhau về uh, đội ngũ giảng viên không có sự khác biệt không có sự việc đừng nghĩ rằng là thầy, tại thầy cô Việt Nam ở đây hoặc là một số thầy cô nước ngoài nhưng mà nước ngoài lại đến Việt Nam thì có vẻ có cái gì đó nó hơi kém kém không phải ạ hoàn toàn là được kiểm soát được đào tạo được làm việc được bởi trường bên kia và cái yếu tố thứ ba như tôi vừa chia sẻ đấy là về môi trường đào tạo và môi trường học thuật và điều kiện cơ sở vật chất nói một cách công bằng đi và nói một cách thẳng thắn đi thì chúng ta phần lớn tất cả các trường ở Việt Nam ạ, à, chúng ta vẫn còn những cái hạn chế về cơ sở vật chất cũng như là môi trường học thuật. Chúng ta không thể chưa thể so sánh được với các trường tiên tiến ở bên các nước phát triển. Nhưng chúng tôi có thể đảm bảo được rằng là những điều kiện gì cần thiết tối thiểu cho một sinh viên được trải nghiệm một môi trường học quốc tế là chúng tôi phải đảm bảo. Như vậy thì đối tác mới mới đồng ý để hợp tác với chúng ta chứ thì về cơ bản ạ à, tất cả những điều kiện gì cần thiết cho một sinh viên việt nam học chương trình quốc tế tại việt nam sẽ được trải nghiệm y như một sinh viên mà học chương trình đó ở bên nước ngoài